Woo! Everybody say yeah! Yeah! Nhạc sĩ á, nó đang hòa âm á, nó đàn keyboard mà người ta tưởng nó đàn cò không à. Hả? Tèo 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 tèo. Tắt nhạc. Chịu hết nổi rồi. Gì vậy? Đang phiêu linh mà làm mất phê hết à, gì kỳ vậy? Mày phiêu diêu nơi miền cực lạc á thì có. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại để cho nó mở phòng thu? Nó quảng cáo là phòng thu của nó hiện đại tân kỳ. Tân đâu tôi không thấy, tôi thấy kỳ không à. Ta nói hả, phòng thu của nó là âm thanh hi-fi stereo đó. Trời ơi, suốt crowd chạy vòng này nè. Vô đi, thấy có hai cái lò sắt gắn hai bên này nè ha. Cái dàn máy thu của nó là cái máy cassette cũ xì à. Thu kẹt băng 180 lần. Còn cái micro á, đưa cho ca sĩ là bị giật rồi. Như bà điên vậy đó à. Ca sĩ thì lại đây không có thu gì hết trơn á. Tụm năm tụm ba, nói xấu chuyện người này, nói chuyện người kia. Ăn ta nói xả rác trong phòng thu ta đủ mùi hết trơn á. Mùi bánh cuốn nè, mùi mắm tôm nè, mùi rau muống nè, mùi thuốc lá nè, mùi dầu xanh, mùi dầu đàn bà đẻ. Mới đẻ có một ngày đi thu tiếng, nổi dịch không? Trời ơi, đẻ thì ta nghỉ ngơi đi, ôm con lên sân khấu luôn. Vô đây nè, ai dọn? Tôi dọn. Khổ quá mà, dọn riết mà teo lại vậy nè. Trời ơi, cứu con. Trời ơi, cứu con nè. Trời ơi, cứu con. Coi kìa, khỉ xúc chuồng. Rồi, khỉ chui vô hang. Cái gì vậy? Tự nhiên mới sáng sớm mày làm gì ca 6 câu vọng cổ vậy? Rồi không ai quýt mày cũng khai rồi. Mày nói tao, mày có nhìn lại mày không? Quá đẹp trai. Ờ, quý vị nhìn kỹ đi. Chiều dài có 19 inch nè. Nặng có 20 pound à. Mà chỗ này á, cái lỗ mũi hết 8 pound rồi. Trời ơi, đó, vậy còn mày đặt chảnh nữa. Đó, đã vậy thôi đi. Qua bên Mỹ này phải biết cái thân phận mình có chút xíu vậy à. Chọn một cái nghề gì nó khiêm nhường chút xíu. Tướng ta vậy chọn ngay nghề construction là nghề xây dựng á. Mà đi nổ với người ta chuyên môn xây dựng mấy cái tòa nhà cao ốc không à. Có lần mình tin tưởng nó mà vô kiếm nó, đi từ lầu 1 tới lầu 200 không thấy nó đâu hết à. Cuối cùng thấy nằm đâu dưới ống cống á. Thì ra đậy nắp ống cống. Ê, mày đặt nổ nổ. Ê, đỡ hơn mày. Tao sao? Mày làm nghề gì? Tao hả? Ừ. Mày biết rồi, nhạc sĩ. Vậy? Vậy? Nhạc sĩ. Nhạc sĩ hả? Ờ. Nghệ danh là gì vậy cưng? Thành shipper. Úi trời ơi, má ơi, hú hồn à. Sao vậy? Trời ơi, nghệ danh là Thành shipper. Người ta Thành hammer nghe dễ thương không? Thành shipper. Thành shipper là Thành dây kéo à. Ê! Kéo lên kéo xuống hoài à. Bởi vậy cuộc đời của nó tuột lên tuột xuống hoài à. Bỏ hiện, mày không có trình độ hiểu biết gì đâu. Tao nói cho mày nghe, ở San Jose có Thành hammer trung tâm ban nhạc kim lợi. À. Còn Santana có Thành shipper trung tâm ban nhạc kim chỉ. Mà cuộc đời của tao shipper đây có nghĩa là lên xuống theo nốt nhạc, thăng trầm theo nốt nhạc, chứ phải tuột lên tuột xuống. Ừ. Cuộc đời phải có lúc kéo lên kéo xuống chứ mày. À, bữa nào nó kẹt ngay chính giữa đừng than nghe con. Mày đứng tụi bậy nha, đứng tụi mày bị rồi. Ngày 3 tháng 7 ai gỡ ra cho mày? Nó đừng nói bậy lại. Trời ơi, tao nói máu nó tuôn ra tao lên sao? Tao gỡ với ai? Mày đừng có đừng bôi bác tao. Mày tin không, mày nói tao khai toàn bộ cho mày nghe. Được. Tao khai chi tiết luôn á. Trời ơi, nó kẹt chỗ nào luôn á. Thôi đừng nói mày ơi. Đông quá đừng nói, trời ơi, cái chịu xấu hổ đừng nói nha. Mày thiệt tình mệt mỏi quá. Gì đây rồi? Hôm nay mày làm gì khiên bịch khiên bị đi. Tao phải clean up cái nhà này. Trời ơi. Mày ở dơ quá tao chịu không nổi shipper. Mày đẹp trai quá mà shipper. Mà sao mày ở dơ thế shipper? Trời ơi, nó không bao giờ mà nó chịu tắm nha. Trời, đứng gần nó một cái muốn banh mũi luôn à. Tôi kêu nó tắm là nó xịt dầu thơm. Không bao giờ nó tắm.
Ủa tại sao phải tắm? Tao hỏi mày vậy, người ta sản xuất dầu thơm mới làm gì? Trời đất ơi. Hay là người ta sản xuất dầu thơm để chiến đấu lại với mùi hôi, mùi thối. Mày hôi ư? Có mùi Versace. Mày thối ư? Có mùi Gucci. Là thốt liền. Mày cãi ư? Chứ sao? Mày là thằng mặc ly. Bởi vì cái thằng này đúng là xìm tôi bịch oversize cái enter. Ủa nó nói câu gì nghe lạ tai quá vậy ta? Bởi vậy qua Mỹ không chịu đi học. Si tú bịch là ngu à. Ô và sai là quá cỡ à. Carpenter là thợ mộc. Hả? Là mày ngu quá cỡ thợ mộc. Trời ơi à. Trình độ sinh ngữ của tao á. Công nhận mày nói tiếng Anh hay dễ sợ luôn á. Mấy người Anh mà nghe mày được hiểu được tao chết liền á. Ủa mày gì? Nói tao xì tú bịch hả? À. Vậy là mày xì ớt lì á biết không? Tao xì ớt lì cũng đỡ mày đồ xì chung. Thôi tao mệt quá nha, không nói chuyện với mày nữa. Rồi đây này mày dọn quầy, dọn quầy nè. Tao thông báo cho mày biết bữa nay. Trời tao nói mày nghe, tao dọn hết mùng mền của mày, quần áo mày tao gom hết, không chừa một cái nào hết. Cái gì? Chừa một bộ cho mày mặc chính da thôi. Vậy quần áo của tao mày dọn hết rồi hả? Giặt hết nha. Rồi sao? Phòng thu của mày. Ờ. 3 tiếng sau mày hãy vô đó. Sao vậy? Tao xịt 3 chai thuốc dán cho trọng á. Mày vô đó mày biến thành dáng đáng chịu nha. Không thú tao mày xin cái giá như vậy. Tại vì ngày hôm nay bồ tao nó tới nó thăm tao. Mày biết không? Hả? Trời ơi tao nghe cái tao lùng bùng lỗ tai à. Mày mới nói gì vậy? Bồ tao. Trời ơi huống hồn. Trời ơi quý vị tin nó có bồ không? Có hả? Trời ơi tướng nó vậy bồ nó cũng khoe lan quá à. Ừ, để coi. Ơ quý chị tin không chị? Có bồ không? Nó có bồ không? Tính có hả? Tin không? Bây giờ mọi người tin em có bồ không? Rồi. Trời sập, được rồi, để tao chờ xem có bồ hôn nha. Chờ xem đi cưng. Ờ. Trời ơi, tao mà cua ghệ hả? Thôi, sắp hàng dài sọc chờ tao nha mày. Ờ, đây, đúng rồi. Sắp hàng dài sọc chờ mày. Chờ mày ra quýnh mày đập mày á. Chờ mày. Mày tin tao, tao kiếm người tao đá làm nghe hồi dính liền hả? Đừng đá mày đá hồi dính á. Dính gì? Dính dép. Nói trời. Tao có đi. Tội nghiệp tướng tá nó vậy cũng thương bạn bè nhờ nó dọn dẹp nhà cửa. Tao mình phối âm tiếp. Khỏe rồi, bữa nay là nhà cửa thơm tho. Cảm ơn mọi nhiều nha. Nữa có hửi nữa. Sao có mùi thủm thủm đâu đây ta? Nó hửi riết cái lỗ mũi giống như trái bình bông hửi hoài à. Thơm, thơm, thơm. Thằng này sao mà nó chọc quê nó hoài trời. Hửi ngoài này nghe thơm mà hửi vô đây là thủm mà. Chọc quê mày. Tao biết ngay là mày là thủ phạm mà. Ê. Ê. Áo mới mua ngàn qua mới mặc. Mới giặt hồi sáng. À, mày đứng im tao check lại tao mới tin. Nữa mày check tao qua. Đứng im. Ê. Mày tì. Im đi. Tao có đánh cho mày tao. Đây nè. Sạch không? Ủa sao kỳ vậy ta? Trời ơi. Thằng này nó hôi mà chỗ này nó không hôi kìa. Mà mùi thủm ở đây. Không cam tâm. Quái vật xuất hiện. Làm xỉn điển vậy? Trời ơi, bơm nổ chậm. Trời ơi, chết tôi rồi. Cái quần như cái thùng rác đen này đó. Nó thúi quá, chịu nổi mày ơi. Đừng nói quan nha. Cái quần này mới mặc một tháng đó. Trời ơi, hèn chi nó chu lè à. Làm ơn mày cởi ra tao giặt giùm cho. Cởi ra. Giỡn mặt với tao hả? Cởi ra tao giặt. Ê! Cho. Quần áo tao còn cái quần này mặc quần áo của tao mà giặt hết rồi lấy gì tao mặc? Tao nói mày nghe nè, giặt 45 phút sấy 45 phút thôi nha. Ê, biết là vậy rồi, tự nhiên bây giờ tao cởi ra rồi đồng khô hiu quạnh rồi mà nhìn tao sao vậy? Ủa? Lợi dụng hả? Mày lợi dụng thời cơ hả? Mày nói gì? Mày nhìn tao sao? Là ở trong quần ha. Rồi mày sợ ấy là tao nhìn mày à. Không dám đâu. Sao vậy? Tao mà đi nhìn mày, tao mà nhìn thấy được một cái là tao ói liền à. Ở đó. Tao mày ai à. Tao không nhìn đâu mày ơi. Mày không nhìn tao? Ờ. Mày còn nguyên rạp làm sao? 8 cái máy đó chỉ có tao kìa. Trời ơi chị này nhìn đang nhìn tôi chờ kìa. Sao dám nhìn? Dám cỡ. Wow. Sao mọi người đang chờ đợi một cái gì đó thế nhỉ? Ai cũng nhìn nó. Nhưng mà các anh các chị ơi đừng nhìn nghe. Nhìn một cái là đuôi đó.
không ai nhìn thấy mày, cởi ra. Mày tao có cách luôn. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Thằng này tay sao quá trời, tướng gì mà đã có bộ rồi gì? Mày chui vô đây đi, người ta nhìn chứ ta không dám vào. Do not enter. Run away. Vô. Cởi ra. Mày chấp, mày vô. Mày chấp. Mày hứa với tao nha. Hứa với tao nha. 45 phút nha. 45 phút, giặt 45 phút, sấy 45 phút lại lên. Cởi ra, cởi ra. Tao nói mày nghe nè, năn nỉ mày một lần này thôi, bồ tao nó tới mày không, đừng để đánh giá nữa. Nhớ giật lại tao nha. Cho tao một lần thôi, cho tao một lần. Khẽ lên. Kỳ quá mày, đừng ngó tao mày. Xin lỗi mày nha. Cho tao xin lỗi nha, tao vô tình không có cố ý, tao tưởng điếu thuốc. Lẹ lên. Trời ơi. Từ từ. Lẹ lên đi. Mày ngó qua xa kia đi mày. Tao đâu đâu gì đâu. Tao không nói gì đâu, đừng ngó nha. Ừ. Rồi. Lẹ lên đi lên. Nhanh lên đi. Đúng hả? À. Ê. À. Mày thấy rồi phải không? Sao tôi không nói trời. Nói mà. Ê, Minh ơi. Sẵn gì, có giặt luôn cái áo đi Minh. Trời ơi, mày tốt quá. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Lâu lâu nhờ nó đỡ. Ủa, ai gọi vậy? Hello. Anh này em. Anh là nhạc sĩ Thành Shipper nè em. Hả? Em muốn tới làm CD hả? Em muốn Ủa sao mát vậy trời? Không phải gió mát quá. Em muốn làm rap CD hả? Em nhờ anh qua em tới liền đi em. Địa chỉ nhà anh là 35 Trời chết rồi, chết rồi. Trời chết rồi. Chết rồi. Cái máy giặt. Giặt sao? Trời tao dồn hết đồ vô trong đó. Rồi tao dồn bao nhiêu đồ vô đó nha. Xong tao đổ xà bông vô, tao xịt tạt. Nó quay một vòng, nó quay hai vòng. Vòng thứ ba nó kêu cạch. Xong tao mở ra thấy kẹt cứng trong đó, lấy gì ra cũng không được hết á, xà bông không à. Chết rồi, giờ sao đây trời ơi. Thằng này đúng là nít lớn. Lăn chân lăn chết như con dồi vậy hả? Máy giặt hư thì thôi, thì mà kêu manager tới sửa. Có đâu mà làm như là nước đổ vô. Nước đổ vô chân mày vậy? Có vậy mà cũng bị đặt quá. Chưa thở được. Hả? Máy giặt quần áo. Cậu ơi. Vậy? Cậu ơi, cho tao chết mẹ rồi. Vậy? Mày nằm mày nói gì? Máy giặt bị hư. Rồi quần áo ta đâu? Kẹt cứ cái chổng xà bông không luôn. Tao chết rồi. Ca sĩ. Ca sĩ sao? Sắp tới thu rồi. Tới thu thì mày dẫn nó vô phòng thu thế. Làm sao dẫn được? Thì hai đứa bay thu nhau thôi. Còn cái quần đâu? Cái quần thì nó trên. Ê mày thấy đúng không phải không mày? Sao không nói gì kìa. Trời ơi. Ê bây giờ làm sao? Anh Thành Shipper. Ca sĩ tới rồi giờ sao? Hả mày làm gì? Mua cái quần. Ê được. Mày đừng. Tao còn xíu thôi. Mày nghe, tao có một cái này thôi mày. Tao cũng có một cái thôi. Mày đừng. Xin lỗi mày nha. Tao tưởng cái tâm. Tao bà nội mày. Ê trời ơi. Chết tôi đây rồi. Có cái quần rồi. Chết tôi à. Trời ơi. Vô đây. Tới. Trời ơi. Hi. Xin lỗi em là ca sĩ. Hồi nãy mới gọi cho anh phải không? Dạ em về mới kho cho anh đó thưa anh. Hân hạnh được biết em. Dạ hân hạnh được biết anh. Tin đồn quả không sai mà. Người ta nói nhạc sĩ đó ăn bẩn không giống người. Không giống người thường. Không có đâu em này. Dạ. Fashion monkey. Dạ. Anh ơi em xin lỗi anh nha. Tại vì em tới trễ 15 phút rất là very xin lỗi anh lắm đó. Em tới trễ anh cảm ơn em. Sorry em được. Ủa sao vậy? Anh biết không? Tại vì em ghé shopping á. Em mua tặng anh món quà. Coi như là ca sĩ ra mắt nhạc sĩ vậy đó mà. Trời em khách sáo quá. Dạ. Em tặng cho anh gì vậy? Dạ dầu thơm. Ủa sao em biết ý thích anh vậy? Trời ơi người ta đồn dữ lắm anh ơi. Dạ. Người ta nói là anh mà không có dầu thơm là anh chết á. Mà coi như là mấy người mà đứng cạnh anh mà không có dầu thơm á cũng chết luôn á. Anh ai cười vậy anh? Anh ơi, tự nhiên sao anh tự cười anh tự nói nín là sao em không hiểu? Không, có người anh nói ngọt lắm. Anh vui cái anh cười nín không được, anh tự chửi anh. Dạ, anh biết. Anh nói em nghe,
Đừng cười nữa nha. Dạ anh ơi, em nói anh nghe nè, giờ tặng anh chai dầu thơm. Cảm ơn em. Dạ bây giờ coi như là em chuẩn bị xong xuôi nhạc rồi. Phòng thu anh ở đâu, mình vô mình thu được không anh? Không được đâu em, vô thuốc giãn không à. Hả cái gì? Ê, không phải, phải cái phòng thu anh set up 3 tiếng sau mới thu được. Trời thôi bây giờ mình ngồi xuống đây mình tâm sự mình nói chuyện nha. Anh ơi, trời ơi đúng rồi đó, thì nghệ sĩ người ta đồn đúng quá anh ơi. Người ta nói là coi như cái phòng thu anh nó tân kỳ hiện đại lắm. Tân còn lắm anh đó nha, là coi như nhạc sĩ hôi nhất á. Hả? Không có, nhạc sĩ hay nhất. Em lộn. Hay cái tự nhiên chuyển qua hôi nó kỳ. Dạ, anh ráng giùm em giúp nha, cái CD đầu tay của em đó anh. Em tập trung dữ lắm á. Tập trung dữ lắm em. Bao nhiêu tiền bạc em bỏ vô hết á. Em bán nhà luôn đó anh. Trời đất ơi. Em bán nhà được 28.500 tập trung cho CD á. Ủa em ở nhà gì bán có 28.000 vậy em? Dạ mua bồ hôn. Biên năm 1908 luôn á. Còn nhiều em quá ha. Em cho anh hỏi thăm là là em theo cái nghề ca sĩ này lâu chưa? Trời lâu lắm rồi anh. Năm nào em? Dạ đâu có năm nào đâu, mới thứ bảy tuần trước kìa. Ủa mới có tuần em quyết định làm ca sĩ hả? Dạ em quyết định anh ơi, coi như là em đi theo bạn, đi cúng vía bà. Sau cúng vía bà nó có cái văn nghệ bỏ túi mà ca sĩ không tới. Cái em lên em hát, xong người ta vỗ tay quá anh ơi. Cái em quyết định là em mình trở thành ca sĩ mà ca sĩ chuyên nghiệp anh, professional đó anh. Dạ cho nên em mới làm CD đó. Mới có tuần mới ra làm CD làm ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Dạ. Rồi em đi hát là em có định em lấy tên nghệ danh là gì không? Có gì anh, trời anh ơi. Em thức bao nhiêu đêm để em nghĩ ra cái nghệ danh của em á. Thưa anh, em sẽ là ca sĩ Khánh Ý Ngọc Bùi. Ủa sao không, cái tên gì nó không liên can. Cái tên em đặt ấn tượng quá. Nhưng mà tại sao em nghĩ sao em lấy cái tên vậy? Dạ cái tên nó quan trọng lắm anh, nó ý nghĩa lắm. Khánh đây có nghĩa là tại vì cái giọng hát của em đó nó giống ca sĩ Khánh Hà. Dạ. Còn cái phong cách biểu diễn của em đó nó giống y như là ca sĩ Ý Lan. Còn khi mà em phiêu lên anh, em phiêu cái mặt em này y như là nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Rồi cái đại bà này chắc kỳ cho ngộ. Rồi còn Bùi là ai em? Dạ Bùi là tên em. Em tên gì? Nguyễn Thị Bùi. Nhưng mà qua đây bỏ middle name em gọi là Nguyễn Bùi không à. Em thấy trình độ ca sĩ không hơi là lạ. Thôi vậy đi. Để trong khi chờ đợi em vô phòng thu của anh đó. Bây giờ anh sẵn. Anh biết là em thích nhạc gì không? Quên nữa, em thích nhạc loại gì vậy? Dạ em thích nhạc sang anh ơi, nhạc thính phòng đó. Nhạc thính phòng hả? Dạ. Rồi cái bài nào là bài trụ của em đâu? Đồi thông hai mộ. Không có, em nói anh nghe nè. Cái đồi thông hai mộ coi như là em đi hát đám cưới tặng cho cô dâu chú rể không à. Dạ. Thôi vậy. Chứ còn em anh đưa bài nào em chơi bài đó liền anh. Rồi. Bây giờ em biết cái bài tuổi 13 không? Trời ơi, tuổi 53 em còn biết cái gì 13. Rồi bây giờ anh thử cái bài này nha. Dạ. Trong khi chờ đợi cái phòng mời của anh đó nha. Dạ để trước khi để cho em thử luyện thanh. Mi ma mày. Mi ma mày. Mi ma. Má em. Em học luyện thanh trường nào vậy em? Dạ. Anh ghi bên trường Cầu Muối quá. Không có. Thôi dạ, cầm. Dạ, cầm. Dạ, cái mic. Ý trời anh ơi. Hả? Em cầm cái mic anh xem, em sợ em bị phong đòn gánh quá. Sao vậy em? Cái rỉ sét tùm lum vậy anh. Vậy. Em không có biết cái gì nè. Sao? Cái mic này order đặc biệt lắm á. Sao vậy? Cái này em phải rỉ sét mà là cái bột lọc thanh á. Em phun vô cho cái lâu cái thanh mình hát nó trong. Dạ. Em chuẩn bị nha. Anh chuẩn bị anh cắm dây. Anh cắm điện nha. Anh cắm anh nói liền cho em nha. Rồi, anh cắm điện rồi đó. Cắm chưa? Rồi. Qua. Anh ơi, sao kỳ vậy? Anh ơi, giật quá anh ơi. Rồi. Đúng điện rồi. Trời ơi, sao ghê vậy? Trời ơi, em làm anh run quá, anh quên. Sao? Anh quên nói với em nữa. Sao vậy? Cái mai này anh mua loại đặc biệt lắm. Dạ. Chỉ cần có một giọt nước vô thôi nó giật à. Thôi vậy hả? Anh quên nữa. Bởi vì ai tới ca cũng bị giật hết. Trời ơi. Không phải. Bởi vì anh trước khi hát, anh phải quên. Sao? Anh gấp quá anh quên. Cái gì vậy anh? Chờ anh xíu nha. Dạ. Anh làm gì vậy anh? Không, phòng thâu anh đặc biệt không à. Cái gì? Đó em cầm em hát nè. Trời ơi anh ơi, nó giống cây cà lem quá anh ơi. Không phải. Cà lem này là chocolate vanilla nè. Không phải. Mình đặc biệt mà phải sáng tạo vậy mới gây ấn tượng. Rồi tiếp tục. Đem được thăm thêm cái nữa nha. Mi ma mày. Thôi. Em khỏi luyện thanh. Em luyện thanh hoạt động được á. Rồi anh bắt đầu vô nhạc đi anh, em tiếp tục nha. Rồi. Bây giờ anh có quảm bài này rồi. Quá bây giờ dạ. Buổi 13 nha. Dạ, anh chờ cho nó bẻ. Dạ, em nghe nhạc nha. Dạ rồi. Rồi, nhạc chuẩn bị rồi đó. Vô. Thôi
tắt 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 vài cây. Em nỗi kinh hoàng xuất hiện. Sao vậy anh? Em ơi, em nói em có phong cách giống chị Ý Lan. Dạ. Trời ơi, chị diễn tả dễ thương gần chết. Em diễn tả hồi giống Ý ẹ. Không có, cái đó em giống chút đỉnh thôi. Giống còn gì? Mình ca sĩ mình phải có cái riêng của mình chứ anh. Biết rồi. Dạ, để em tiếp tục. Thôi 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 thôi, thôi, thôi em. Anh bẻ lỗi tại em giờ. Thôi, ca sĩ diễn tả nhỏ nhỏ nhẹ xíu, em diễn tả hồi muốn móc bắt tay em. Thấy ghê vậy? Đó, nếu mà thấy ghê là đúng chủ đề CD của em á. Chủ đề sao? Chủ đề CD của em là Bạch Ma Nữ. Trời. Có nghĩa là ma chứ phải người. Ừ, cái này còn hơn ma nữa, quỷ. Dạ, rồi bắt đầu nha, bây giờ thôi. Bây giờ anh Hòa âm nó cao quá em hát được, em tự hát. Ờ à, rồi rồi hát đi em, hát đi. Để anh ghim điện lại. Ghim điện lại giùm em nha. Rồi. Tự hát nha. Xong chưa anh? Trời. Em lấy hơi rồi bắt đầu nha. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho em sung lên. Trời ơi em thương quá. Rồi hát đi em. Nắng Sài Gòn đêm mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy. Dạ em đổi lại. Quá quá quá. Thằng vô duyên, giật cái điện ra giật hoài à, giật coi là má. Anh ơi, trời có gì ghê vậy anh, trời khủng khiếp quá vậy anh. Anh quên nói em. Ai vậy anh? Anh quên nói em. Ai vậy? Cái thằng người làm của anh. Ủa? Người làm trời ở Mỹ mà sao mà có người làm anh? Đúng vậy em, anh thương người lắm, tội nghiệp cha mẹ nó chết sớm. Trời ơi, tội quá. Anh thấy nó đi lang thang ngoài khu Lê Anh á. Dạ. Nó lượm bọc. Trời ơi, tội anh thương nữa. Nó quá, đem về để nuôi nó. Trời tội quá anh hả? Thì nói cho mày. À quên nói với em nữa. Sao? Nó bị câm. Câm hả anh? Trời thương quá trời vậy. Em câm nó không được. Câm nha mày. Mày câm nha. Nó câm. Rồi, 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 rồi. Tội nghiệp. Sao vậy anh? Nó vừa câm mà vừa bị phung xù. Trời ơi, thương quá, bệnh hoạn quá. Anh ơi, anh ơi. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Có em. Dạ. 12 tuổi. Sao nó cằn cỗi với anh? 12 tuổi mà em tưởng nó 120 á. Nó bị bệnh em ơi. Dạ anh ơi, mà sao có đứng đằng sau cái bảng này hoàng chi vậy? À, anh quên nói với em nữa, nó bị phạt. Phạt cái gì? Trời, nó đâu biết gì đâu anh. Tức lắm em. Chuyện gì? Anh ghét với cái thứ ở dơ. À. Phạt cái tội ở dơ. Hả? Vậy hả? Anh coi đó, thở đời nay quần người ta mặc ngày giặt. Dạ. Nó mặc cả tháng nó không giặt. Trời ơi, chết rồi, mặc cả tháng nó chết luôn, chịu gì nổi. Nói nó đi tắm mà là nó xịt dầu thơm. Trời ơi, nó đi tắm nó xịt dầu thơm. Thôi anh đừng có nóng, nó không nít nồi, nó không biết gì đâu. Anh tha đó nghe. Anh tha đó đi. Thôi, nè, chị nói em nghe, anh tha ra đây chơi chị. Anh vậy. Được. Không, do not enter. Nó biết gì đâu. Không, nó câm mà. Ủa, thấy hình như có cái phone kìa anh ơi. Hello. Hả? Cô hả? Cô điện thoại mày. Anh sao câm sao nói phone được anh? Không phải, phải anh quên nói nữa. Dạ. Bạn nó cũng câm luôn. Mày câm nha mày. Tội nghiệp lắm em. Anh chồng bắt chú mẹ cái chồng bắt. Lên chồng bắt chá là. Bình tĩnh đi con. Lên chồng bắt chá là. Trả chồng bắt chá. Bình tĩnh đi. Có chuyện gì không con? Con nói. Bồ tao tới. Trả cái quần cho tao. Em. Thôi dậy nha em. Anh nói em nghe. Bây giờ em vô phòng thâu anh đi. Anh nói 3 tiếng nữa mới được mà. Thôi giờ được rồi. Ủa, được rồi hả? Bây giờ anh vô đi anh. Không, em nói nghe nè. Anh nói quá. Không biết vậy dữ vậy. Thả quần tao, trời bồ tao tới chạy lên. Nó vô thấy tao lả lộ bây giờ nè. Trời ơi. Từ. Nó vô chưa? Rồi vô. Rồi ra. Tôi gặp anh em đừng quá. Đừng giỡn. Giãn tóc lên. Đứng thẳng người lên. Anh không có thích bồ anh lùn hơn anh đâu à. Ê, cô. Nghe. Trời ơi. Bồ mà thiệt đó hả? Bồ tao đó mày. Trời ơi, có đấu đá vậy trời. Ờ. Xin.
Em có thấy đường không? Ê, ý mày nói nó bị trời che mắt hả? Trời không che mắt nó mới chọn tao nha. Em thông xíu đi, nhường xíu mày. Em, anh là thành shipper nhạc sĩ nè em. Anh ai mà nhìn tướng dơ mà vô duyên quá vậy anh? Anh nha, tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có chọc tôi nha. Tôi có bạn trai rồi đó, coi chừng bạn trai tôi giận tôi đó. Đổi đời rồi sao trời? Ê, coi nè. Em, qua bển ngồi chú đi. Dạ. Nghe lời anh, qua bển anh ngồi. Ôi. Không nghe lời anh bỏ em á nghe. Trời ơi trời. Anh đừng có bỏ em, anh bỏ em chắc em chết quá. Em. Qua bển ngồi anh Thương. Dạ. Em ơi. Qua ngồi anh Thương. Em ơi, để nó bỏ đi em. Tao đập mày giờ á. Cứu anh nè em. Tao báo cho mày biết nha. Hả? Em này là ban ngày đó nha. Em ban đêm cao gấp đôi nha. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, 1000 con gián ở trong phòng. Tôi cũng cho thành con gián luôn. Trời ơi ghê quá. Trời ơi ghê quá. Trời trong mặt. Ôi thuốc gián đi thành gián thôi. Anh nói nghe nè. Cái gì vậy ông có? Em nói cho anh nghe này nè. Ra dụng cái đi bảo. Trời ơi. Trời ơi đừng có vô. Trời ơi. Đừng vô em. Anh. Hả? Anh nhạc sĩ với kỳ cục vậy, tôi đặt cọc tiền cho anh rồi, tới đây anh phải thu nhạc, đây anh không thu nhạc. Anh đẩy vô phòng, trời ơi, 1865 con gián chết là chồng á. Rồi bây giờ trời ơi, đừng đẩy tôi ra, đẩy tôi vô, sao kỳ cục vậy? Anh kỳ cục, anh đừng có để tôi nổi máu tôi lên nha, giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ anh bước ra đây liền, nói chuyện với tôi, đàng hoàng, mau, ra. Trời ơi, muốn ra từ từ anh ra em. Không, tôi muốn anh ra liền à. Ôi, đừng hỏi em, muốn ra gì phải có ra liền, từ từ. Từ từ cái gì? Từ từ ra. Tôi đang chờ đây nè, phải tôi giải quyết ra. Ê! Con chim hai đầu. Trời ơi, con chim hai đầu. Trời ơi. Con chim hai đầu kìa trời ơi. Em có thấy con chim hai đầu đâu. Em đâu thấy gì đâu. Chim hai đầu. Chị thấy không? Không, nó có chim hai đầu vậy, nó bực mình quá. Rồi. Chim bay rồi. Nhìn dở quá. Mới đâu chim bay rồi. Anh thôi mình đi shopping đi anh. Ý trời, đừng có vô đây trời. Anh đừng có vô đây, vô đây bỏ em à. Đi ra đây ra. Ê, con rắn bảy màu. Con rắn bảy màu kìa. Sao nhà này bảy màu dữ vậy trời? Đâu đâu chị có thấy không? Rắn bảy màu đó không? Em đâu thấy gì đâu. Ghê quá. Tôi đâu. Rồi rắn chui vô hang rồi. Tao có chết chưa đi à? Chậm quá. Chết 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 liền à, tôi nói không ra. Ra nữa hả? Không ra tôi quậy banh cái nhà này khỏi có chỗ ở luôn. Ra. Thôi lại đây. Bây giờ muốn cái gì? Hả? Chị muốn ta ra từ từ chứ. Ủa? Chứ sao giờ biết nói vậy? Giận quá là biết nói được không? Cầm này ở trên gửi xuống nha. Thằng này nó cầm mà nó giận nó nói được em ơi. Thôi muốn nói giận anh ra đi. Muốn ta ra từ từ chứ. Bộ muốn ra cái ra liền à? Ờ. Ra cũng phải có quá trình mới ra được chứ. Ờ. Tôi phải có ba cái vụ này mới ra được chứ làm cái ghê à? Trời ơi. Trời ơi, làm cái ghê quá. Ra. Ờ. Muốn ra phải từ từ mới ra. Anh đi đi anh, trễ rồi. Vậy vậy vậy. Đứa đằng kia. Nhìn sao? Muốn ra hả? Ra phải từ từ. Bạn gái hấp tấp. Chọn xíu đi. Hai người này kỳ cục à. Ra thôi ra. Trời mất cười quá. Ra là ra. Hay ghê nha. Mặt mày thấy sức khỏe dồi dào mà ra lẹ ghê. Vô cái ra liền à. Ok, nó nghe nè. Em bé 108 tuổi đứng yên nha. Anh nhạc sĩ thành shipper. Sao? Mời anh ra đây em nói chuyện. Giải quyết lẹ em đi về anh. Gì? Anh ra lẹ lên rồi tôi đi về mau. Tôi nóng lắm rồi đó. Ra. Ra nữa hả? Ra nữa mau. Lẹ lên. Ra. Cô. Cô. Vậy. Sao vậy lên? Mày kêu gì? Vô tao mới ra. Bây giờ tao không vô cho mày khỏi ra được không? Có mày tao mới ra. Tự nhiên có tao mày mới ra à, vô nhiên không? Trời ơi, tôi mệt quá rồi, nãy giờ tôi mệt quá rồi. Trời ơi, tôi sao vậy? Bây giờ chị muốn nó ra phải không? Muốn. Nó mà ra là bà đuôi liền á nha. Làm gì đuôi? Ê, đừng nói con. Nó không có mặt quần. Bà nó có cái đuôi nó đen tơ che, bà làm gì bà la dữ vậy?
Bởi có cái che này nãy giờ tôi mới tức, tôi mới la. Trời đất ơi. Trời ơi, trời, nhạc sĩ không có quần sao sáng tác nhạc được, trời ơi. Mình sao vậy? Tại nó ở giờ quá bữa nay hả? Tôi gom hết đồ nó tôi giặt rồi. Bây giờ nó không có gì hết trơn á. Đó, vô đi, vô đi. Đây vô. Là giờ đây hả? À, không có đâu, anh tắm mà kìa, tắm. Ê, mày thấy chưa? Mày thấy tác hại của cái ở giờ của mày chưa? Bây giờ mày làm gì mày làm nha. Giờ tao không có ở không nha. Bây giờ tao mắc đi giữa cột đèn rồi nha. Trời ơi trời. Đi em. Mình đi shopping đi em. Đi em. Anh cô. Gì vậy? Em cần anh, em cần một người đàn ông có quần. Em muốn đi với anh phải không? Dạ. Qua đây. Em hơi lớn tuổi. Dạ. Mà cũng được. Dạ. Bởi vậy chừng nào anh rảnh anh mới điện cho em nha. Trời trời. Trời ơi trời. Hai người không có ghen với nhau nha. Ghen là bỏ cả hai nha. Em biết rồi. Thằng này mấy chục con à. Trời trời trời, trời. Nè. Mấy chục con gì anh, con gián hay con gì anh? Bây giờ vậy. Dạ. Ê, còn... Em 246. Em 357 chủ nhật. Tại em cao hơn. Con táo. Mày á. Mày ở đó đi. Mày ra được không ra được kệ mày. Trời ơi. Đi em. Ê cậu. Bye bye. Cậu. Tặng tao với mày. Trời ơi. Trời ơi, tôi quật con rồi. Ai thấy nói chung sao cho. Dạ chào quý vị. Mới đây là đã 50 năm rồi. 50 năm mà hình bóng của cô ấy không có phai nhạt trong trái tim mình. Mỗi lần mà tới sân khấu này là mình nhớ tới cổ. Không biết bây giờ cổ còn sống hay là chết mẹ đâu rồi. Em ở đâu, giờ này em ở đâu? Trong lòng anh, từng ngày vẫn nhớ thương em. Em như cô gái hãy còn sống, cầm căng thân chưa dưỡng bụi trần. Xuân đến qua mơ qua mặn nở gái. Ủa, mình đang hát mà chó đâu trui kìa. Gì đó ông mất dạy. Gì? Tôi hát đó ông nội. Ủa bà hát đó hả? À. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng chó trui. Dạ dạ, đừng có sỏ lá nha. Đúng rồi, ông bà mình nói chó nó gặp ma nó mới tru, gặp cái mặt ông như con quỷ á, tôi tru là đúng rồi. Bà đang nói vô duyên quá. Thứ ông là đàn ông gì mất nết à. Ta hát kệ người ta vô duyên mà. Trời ơi, giờ ông tướng đi thấy quải. Xin lỗi cân à, bây giờ già rồi. Ai già không đi vậy? Mà ông đàn ông đi còn khép được à, tôi đàn bà tôi đẻ nhiều tôi đi nó vậy được không? Ui, đâu mà vô duyên vô dụng mà. Xin lỗi cưng nha, cách đây 50 năm cưng có cửa nói chuyện với chị đâu. Sáng sớm ra ngõ là gặp đàn bà, xui thiệt. Ờ trời đất ơi, thứ gì đâu mà vô duyên à. Tôi nói thiệt với ông nha, 50 năm trước đi cưng đi theo chị mà cưng chỉ cần nhìn cái gót chân của chị đi thôi là cưng chỉ nhìn trên cát thôi chứ không nhìn được cái gót chân của chị. Thôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi đâu thèm nói chuyện với ông. Em như cô gái hay còn xuân. Em nè. Bà xuân cái gì, bà cái đứa mùa thu đó. Bây giờ mình thân hình là coi như là cái cây cằn cỗi vậy đó. Lông lá rụng hết trơn rồi. Ê, 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 ruộng chiên nè. Tự nhiên em nói cái chuyện đó là sao, ruộng chiên vậy? Thì ý tôi nói là tôi dí bà cho cái cây lá rụng. Thì lá rụng thôi, thêm cái chữ kia vô chi. Lông mày mà rụng kìa. Mới vẽ lại rồi. Ủa kìa, thời gian là nó bào mòn hết tất cả. Nhan sắc của tôi cũng bị thời gian nó bào mòn đi thôi. Thôi đi bà ơi. Nó bào cũng bào vừa vừa chứ nó phải là cái xe cào đất mà nó cào mặt bà dữ vậy. Giờ mặt thấy gớm. Ông đẹp quá ha. Sao ông đẹp? Yeah. Thôi đi dẹp đi, không có nói chuyện với ông nữa. Nhưng mà tôi nói ông nghe, dù gì đi nữa đó, cái bài hát của tôi cất lên vừa rồi chỉ có mấy câu thôi mà ông vẫn ấn tượng. Ông để trong bụng ông.
chứng tỏ tôi cũng còn sức quyến rũ quá phô. Trời đất ơi, ai nói mà giọng hát mà cắt lên tôi quyến rũ tôi. Cái làm gì? Cái bài hát này là cái người mà tôi yêu mến mấy chục năm nay rồi. 50 năm rồi mà tôi đi kiếm cổ mà không có gặp được. Ai mà nói bà? Tôi nói ai? Cho bà biết. Vậy cái cô này á, ngay cái buổi thi hoa hậu đầu tiên tôi đã thích cổ. Tôi còn nhớ cái tên cổ là Đào Tuyết Hằng. Mấy chục năm mà anh ấy vẫn còn nhớ tới mình. Ông anh. Cái gì? Ông anh còn nhớ cô hoa hậu năm đó hả? Tôi nhớ hoa hậu chứ tôi đâu có nhớ quỷ. Bà sao mà vô duyên quá. Tôi nè. Thôi nha bà đừng có nổ dừa vậy đó. Người ta đẹp như tiên nữ còn bà đây, trời ơi, dòm kỹ lại bà đi. Tôi sợ lắm rồi nha. Trời ơi, tôi đã nói nhan sắc thời gian nó bào mòn mà bực bội quá. Bà có gì chứng minh hả? Đây, it's my ID. You saw you. You look at it. Oh, okay. Okay. À, hán, két, đáng. Bà đâu có gì thấy gớm vậy? Đọc lại coi coi. Thì đọc cái đó là đọc tiếng Mỹ đó mà. Bà đọc sao nghe cái tên thì sao tôi mới chóng mặt hả bà? Có gì đâu chóng mặt, đọc thử cái gì đâu chóng mặt. Đá chết hắn hả? Đào. Trời đất ơi. Đào Tuyết Hằng đó ông nội ơi. Ờ, đúng rồi, Mỹ nó không có bỏ dấu. Đào Tuyết Hằng là Đào Tuyết Hằng. Thôi tôi hiểu rồi. Có gì đây là Hằng thì sao? Ôi Hằng ơi, cho anh ôm em một cái đi. Thôi dẹp. Hả? Trời đi. Tôi nhìn ông thì thấy quen quen. Không nhớ anh sao? Ai vậy? Anh nè. Hồi xưa anh là băng nhạc đứng sau đàn cho em thi đó. Giống mấy cha nội này hả? Ừ. Nhưng mà xưa anh không có mập như thế này. Bây giờ mới mập. Em nhìn phải kỹ không? Lấy cái gì làm bằng chứng? Trời ơi em ơi. Anh đây nè. Còn em nè, đây nè. Ngày xưa đây nè, anh đẹp lắm. Em còn cái hình. À không, em nhớ rồi. Cái hình ngày xưa anh nhìn giống như thằng gì đá banh giỏi lắm nè. David Beckham. Đó. Sao nó lớn lên nó già như con chó mặt xệ vậy? Em sao kỳ vậy em? Sao em dí anh như con chó mặt xệ? Nói cho em nè, Hằng nè. Ông vẫn còn nhớ tới tôi hả? Khoan, chờ chút. Năm mươi mấy năm nay anh lúc nào cũng đem bên mình anh tấm hình. Hả? Tấm hình của em nè. Nhưng mà sao bây giờ nó khác quá. Cái da hồi xưa nó láng, còn bây giờ sao nó không giống. Anh có đôi chút nghi ngờ. Trời ơi, ai vậy? Anh làm gì vậy? Nè, nó nhăn giống nhau rồi nè. Trời ơi, bà lúc nào cũng vậy. Tôi có tấm này mà xét mình dò vậy thì sao? Đó, bây giờ nhăn rồi đó, ông nhìn coi có giống tôi không? Dĩ nhiên nó phải giống rồi. Ở nhà tôi còn nhiều lắm để tôi tặng ông. Không ngờ cái tấm hình tôi tặng ông tới giờ thì ông còn giữ ha. Nhận ra tôi chưa? Nhận rồi. Tôi nhận ông ra từ lâu rồi đó. Nhớ tên tôi tên gì? Nhớ cái con ve chó này không? Nhớ tôi tên tôi tên gì không? Trời ơi, tên này thiệt. Ngày xưa tôi có người yêu làm trong ban nhạc nha. Sau khi tôi đi thi hoa hậu xong xuôi, tôi đậu xong tôi quen người này là người yêu tướng tá bự con này nè. Ngày xưa ông bự dữ lắm, ông bự như tập tạ vậy đó, mà cái tên rất là men. Ngọc Diệu. Em tự mà nhiên ông đi lấy cái tên Ngọc Diệu chứ vậy? Bà ơi, bà không hiểu gì hết. Tôi thấy Ngọc Chánh là ban nhạc rất gân nổi tiếng, tôi mới lấy là Ngọc Diệu để tôi lấy tên ban nhạc tôi là Long Gân. Đó, bởi ông lấy cái đó lộn, bởi ban nhạc ông mau giải tán. Sao vậy? Long Gân là cái súng dài, ông súng ngắn cũng mà bị đâu. Trời ơi. Ban nhạc gì đâu, đúng không? Đó ban nhạc gì đâu mà Long Gân mà sống được có 3 tháng mà phải short gân. Thôi bỏ chúng qua ba cái vụ đó đi. Nè, bây giờ nè, gặp bà tôi mừng lắm á. Nhớ hồi lúc mà bà thi đó, người ta đang thi áo dài sao tự nhiên bà nhào ra bà thi áo tắm vậy? Trời ơi, cái đó sự cố ông ơi, tôi mặc cái áo dài mà lúc đó tôi làm cái áo dài mà cái tài đằng sau nó dài dữ lắm. Ừ. Cái đi ra người ta hối, bị thiếu thời gian mà người ta hối, tôi đang đi ra con kia nó đạp áo dài của tôi. Ủa, hết trơn, hết trọi xong rồi phải bơi để thi đồ tắm đó. Nhờ vậy mà ban giám khảo chấm tôi đậu đó. Nè, bây giờ bữa nay bà hát lại cái bài đó cho tôi nghe được không?
mà hát đàng hoàng, đừng có hát giống như chó tu nãy nha. Bài gái xuân đúng không? Ừ, nghe. Tôi hát nha. À. Hát đó. Lâu lâu gợi lại kỷ niệm, tôi sẽ hát thật hay để ông nghe nha. Ừ. Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa vương bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân dù... Ê, đừng có nói là vũ quần nghe chưa. Hát là đàng hoàng nghe. Vũ lụa ông nội ơi. À, tôi sợ bà đám bà đám bang. Cầm cái này vũ thôi, tại ai hát vũ quần mà mệt quá. Thôi lại đây. Lâu ngày gặp lại, bởi vì sao tôi vẫn còn nhớ bà không? Sao nhớ? Bà là một người hoa hậu mà hiếm có lắm. Sao vậy? Sau khi bà trúng giải cái số tiền thưởng đó, bà dành hết làm việc cho từ thiện. Nào là bà giúp người già rồi trẻ em, trời ơi. Chính nhờ cái đó mà tôi thấy bà là một người lạ, tôi mới nhớ tới bây giờ. Không phải mình tôi đâu, những khán giả cái bữa cái đêm đó đó, ai cũng nhớ bà hết. Đó, bây giờ sẵn bữa nay tôi nói bà nghe, cái cuộc thi hoa hậu bữa nay đó, bà có cái lời gì nhắn nhủ cho mấy em thí sinh không? Tôi thiệt sự ra tôi rút kinh nghiệm từ bản thân tôi thôi. Ừ. Tại vì tôi nghĩ là vậy nè. Sao? Ông bà mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Hay lắm. Bây giờ tôi chỉ sợ nhiều cô lấy cái đẹp mà sợ có nết rồi nó đánh xẹp cái đánh chết cái đẹp đó. Ừ. Thành thử lấy cái đẹp quấn bẹp cái nết. Mình sợ nhiều đó không? Thành thử ra người con gái Việt Nam mình ráng giữ vừa cái nết na vừa cái đẹp nữa đó. Thì sẽ hoàn hảo trong mắt mọi người. Hay. Còn cái tâm, sống với nhau phải có cái tâm. Thấy không? Đúng. Mình có cái tâm thiện ai cũng nhớ tới mình hết trơn hết trọi. Thôi bữa nay gặp ông vậy là tôi vui lắm rồi. Tôi cũng vậy. Chuẩn bị xuống coi ha. Đó, có gì á, lát nữa rồi tôi với ông chấm thử coi cô nào đậu. Thì tôi cũng để gặp ông vui quá. Ngoan, chờ tôi chút xíu. Sao vụ gì? Để tôi giới thiệu tiếp cái phần này cái đã nghe. Giới thiệu đi. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn thật là nóng bỏng của nữ ca sĩ Karen Kim. Em xong rồi.